Xin chào các em. Ở chuyên đề trước thầy đã hướng dẫn các em cách xác định chân đường vuông góc của khối đa diện. Tiếp theo chuyên đề hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải quyết một số bài toán về khối năng trụ. Các em nhớ tham gia nhóm thủ thuật ca siêu khối A để cùng trao đổi và thảo luận. Thì ở sự khác biệt giữa thể tích khối năng trụ và khối chóp thì các em để ý đó là cái công thức của nó. Thể tích của khối chóp V sẽ bằng 1/3 B nhân H, còn thể tích của khối năng trụ V bằng B nhân H. Sang ví dụ 1, đây là một ví dụ cơ bản cho hình năng trụ tam giác đều, tất cả các cạnh bằng A, thể tích khối năng trụ. Thì ở đây A bằng 1, thì các đáp án nó khác nhau thì ta chọn ngay là cạnh bằng 1. Diện tích của tam giác đều nó chính là bằng là A bình căn 3 trên 4, thì nó bằng là căn 3 trên 4, A phẩy bằng 1. Thì ta ráp một công thức V bằng B nhân H thôi. Thì thể tích của nó bằng là căn 3 trên 4. Ví dụ 2. Cho năng trụ đều A'C hợp với mặt phẳng đáy một góc 60 độ. Tính thể tích. Thì ta cần phải xác định được là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Ở chuyên đề trước thầy đã nói rất kỹ về cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Ở đây thầy nói lại A'C và mặt phẳng ABC. Thì C nằm trong mặt phẳng ABC này. Thì có A'A vuông góc với ABC thì suy ra là hình chiếu của A' xuống mặt phẳng ABC chính là AC, là điểm A. Suy ra thì là cái góc giữa A'C và mặt phẳng ABC là góc giữa A'C và AC chính là góc A'CA. Thì diện tích của tam giác đều nó bằng căn 3 trên 4 này. Khi đó ta sử dụng hệ thức lượng trong tam giác là tang A'CA bằng A'A trên AC, suy ra được A' sẽ bằng tang 60 độ nhân với AC sẽ bằng căn 3. Suy ra thể tích của nó là 3/4. Ví dụ 3, cho năng trụ ABC và A'B'C', tính thể tích của khối năng trụ. Thì ở đây đã cần quan tâm này, thứ nhất là A bằng 1 thì các đáp án nó khác nhau. Thì ta chọn luôn tam giác đều cạnh A bằng 1. Hình chiếu vuông góc của A phẩy xuống A xuống mặt phẳng ABC là trung điểm AB. Ở đây thì nó đã cho sẵn là đường cao của khối năng trụ này là A phẩy H, H là trung điểm của AB, tức là A phẩy H nó vuông góc mặt phẳng ABC. Bây giờ ta phải đi tính này. Thứ nhất là diện tích của khối của tam giác ABC nó bằng là căn 3 trên 4. Bây giờ nó xác định góc giữa hai mặt phẳng A'C' với mặt phẳng đáy. Thì là để xác định góc giữa hai mặt phẳng thì ta có hai bước như sau. Bước thứ nhất là ta xác định giao tuyến của hai mặt phẳng đó. Ở đây giao tuyến của mặt phẳng A'C' và mặt phẳng ABC nó là cái đường thẳng AC. Bước thứ hai là ta sẽ trong một mặt phẳng ta sẽ tìm một đường thẳng vuông góc với giao tuyến đó, và mặt phẳng kia cũng tương tự. Ở đây trong mặt phẳng ABC thầy thấy rằng là có BQ vuông góc với AC, bởi vì gọi Q là trung điểm của AC. Thì từ H thầy kẻ song song với BQ thì khi đó là HP vuông góc với AC. Khi đó thì thầy cần phải chứng minh là A'P nó sẽ vuông góc AC. Thì khi đó cái góc giữa hai mặt phẳng A'C' và góc giữa và mặt phẳng ABC chính là góc A'PH, hai đường thẳng cùng vuông góc với giao tuyến AC. Có cái A'P vuông góc với PH đều vuông góc với AC. Thì ta thấy này, ta có là hiển nhiên là PH vuông góc AC này. Cái thứ hai nữa là do A'H vuông góc với mặt phẳng đáy thì hiển nhiên sẽ vuông góc AC. Thế suy ra là AC nó vuông góc cả mặt phẳng A'PH. Suy ra thì AC nó vuông góc với A'P nằm trong mặt phẳng A'PH. Vậy cái góc 45 độ chính là góc A'PH. Thì PH nó sẽ là bằng là BQ chia cho 2. Với BQ trong tam giác đều nó bằng là A căn 3 trên 2. Thì nó là bằng PH của mình là bằng căn 3 trên 4. Tiếp theo đó là sử dụng hệ thức lượng trong tam giác. A'PH tang 45 độ bằng là A'H trên PH, chia ra A'H bằng là tang 45 độ nhân PH nó bằng căn 3 trên 4. Chia thể tích của nó là bằng là 3/16. Nó là đáp án C.
Ở cái ví dụ này các em cần phải chú ý đến cách xác định giữa hai mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng. Ví dụ 4, cho hình hộp chữ nhật ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy, có A phẩy C bằng 1, A phẩy C tạo với đáy một góc 30 độ và tạo với mặt phẳng B phẩy C, C phẩy B một góc 45 độ. Trước tiên ta phải đi xác định góc giữa A phẩy C và mặt phẳng đáy. Thì ta thấy rằng là A phẩy C cắt cái mặt phẳng đáy tại C và có A phẩy A một góc mặt phẳng đáy. Suy ra là hình chiếu A phẩy C nên mặt phẳng ABCD chính là AC. Suy ra góc giữa A phẩy C và mặt phẳng đáy chính là góc A phẩy CA và bằng 30 độ. Tương tự như vậy, ta có A phẩy C cắt mặt phẳng C phẩy B phẩy BC tại C và A phẩy B phẩy vuông góc của mặt phẳng đáy. Suy ra góc giữa A phẩy C và C phẩy B phẩy BC là góc A phẩy CB phẩy là bằng 45 độ. Để tính thể tích của hình hộp, ta đi tính diện tích của đáy và đường cao của nó. Thì ở đây thì có giả thiết cho là A phẩy C bằng 1. Thì do cái có cái góc A phẩy CA là bằng là 30 độ, ta sẽ tính được AA phẩy bằng sử dụng là sin. Sin A phẩy CA là bằng đối trên huyền A phẩy A trên A phẩy C. A phẩy C bằng 1, suy ra A phẩy A bằng 1 phần 2. Tương tự cũng trong cái tam giác vuông A phẩy CA, ta dùng cốt cốt của A phẩy CA bằng kề trên huyền, mình suy được AC bằng căn 3 trên 2. Tương tự như vậy, xét tam giác vuông A phẩy B phẩy C, đây là tam giác vuông tại B, bởi vì là có A phẩy B phẩy vuông góc mặt phẳng C phẩy B phẩy BC, suy ra là A phẩy B phẩy nó sẽ vuông góc với CB phẩy. Thì có góc A phẩy CB phẩy là bằng 45 độ, thì dùng ta sẽ tính được cái góc A phẩy B phẩy dùng sin sin 45 độ bằng A phẩy B phẩy chia cho A phẩy C. Suy ra A phẩy B phẩy bằng 1 phần căn 2. Và sẽ tính là B phẩy C phẩy bằng cách sử dụng là do AC này bằng A phẩy C phẩy này. B phẩy C phẩy sử dụng Pythagore. Do đây hình hộp chữ nhật này. A phẩy C phẩy bình phương bằng A phẩy B phẩy bình phương cộng với B phẩy C phẩy bình phương. Suy ra B phẩy C phẩy bằng 1 phần 2. Và đã tính được diện tích của hình chữ nhật A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy bằng là A phẩy B phẩy nhân với B phẩy C phẩy thì nó sẽ bằng là 1 trên 2 căn 2. Và từ đó ta ghép công thức thể tích V bằng B nhân H sẽ bằng là 1 trên 2 căn 2 nhân với A phẩy 1 phần 2 thì nó bằng là căn 2 trên 8. Như vậy nó sẽ là đáp án D, đáp đều thôi. Nó có thể là hình năng trụ xiên tùy vào điều kiện ở bài toán. Góc giữa hai mặt phẳng. À ở đây này có là góc giữa hai mặt phẳng này. Bây giờ ta đi xác định góc giữa hai mặt phẳng A phẩy BC và mặt phẳng ABC. Thì đó bước 1 như thầy đã nói rồi, xác định giao tuyến A phẩy BC và ABC, giao tuyến nó là BC. Bước 2 là xác định đường vuông góc. Đường vuông góc một đường nằm trong mặt phẳng vuông góc BC thì trong tam giác ABC đều đường vuông góc nó chính là AG, G là trung điểm của BC. Ta sẽ đi chứng minh cho A phẩy G vuông góc với BC. Hiển nhiên ta thấy là có BC vuông góc AG này, BC này vuông góc với AA phẩy này, bởi vì là hình năng trụ tam giác đều thì nó hình năng trụ đứng nên AA phẩy vuông góc mặt phẳng đáy thì hiển nhiên sẽ là BC vuông góc với mặt phẳng A phẩy GA, chia ra BC vuông góc với A phẩy G. Thế thì vậy góc giữa hai cái mặt phẳng A phẩy BC và cái mặt phẳng ABC chính là góc A phẩy GA thì bằng 60 độ. Giờ ta đi tính này. Diện tích tam giác đều nó bằng là căn 3 trên 4. Sử dụng tang tang của A phẩy GA bằng đối trên kề bằng A phẩy A trên AG thì nó bằng là tang 60 độ nhân AG. AG là đường cao trong tam giác đều thì nó bằng A căn 3 trên 2 thì nó bằng là 3 phần 2. Suy ra là thể tích của nó là bằng là căn 3 trên 4 nhân 3 phần 2 nó bằng 3 căn 3 trên 8 thì nó là đáp án C. Ví dụ 6, điểm A phẩy cách đều các điểm ABC, A phẩy A tạo với mặt đáy góc 60 độ.
Thế ở đây có một cái chú ý là điểm A phải cách đều qua điểm A, B, C. Thì thấy rằng là như ở chuyên đề trước thì thầy đã nói là điểm điểm A phải mà cách đều ba điểm thì là tâm tâm chân đường cao, nó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp. Thì ở đây thì tam giác đáy tam giác đều thì G G là giao điểm ba đường ở trong tam giác đều, thì ba đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác là một, thì A phải G sẽ vuông góc mặt phẳng đáy. Thì ta sẽ đi tính A phải G và diện tích. Thì có diện tích của tam giác đều là bằng căn 3 phần 4 này. AG, ta đi tính AG. AG nó sẽ bằng là 1 trên căn 3, bởi vì là AG bằng 2 phần 3 AM với M là trung điểm BC. Mà AM nó bằng là A căn 3 trên 2. Bây giờ là cái góc giữa A phẩy A với mặt phẳng đáy này, A phẩy A, thì thầy như ở các ví dụ trước thầy nói thì là hình chiếu của A phẩy A xuống cái mặt phẳng đáy chính là GA, thì góc 60 độ chính là góc A phẩy AG. Thì đã sử dụng tang 60 độ, tang A phẩy AG bằng A phẩy G trên AG, thì suy ra được A phẩy A thế bằng là tang 60 độ nhân AG bằng 1. Ta ghép vào công thức tính thể tích thì nó bằng là căn 3 trên 4. Thì nó là đáp án D. Ví dụ 7 này. Cho năng trụ đều, góc giữa hai mặt phẳng A phẩy BC và ABC là 30 độ. Tam giác A phẩy BC có diện tích bằng 8. Tính thể tích khối năng trụ. Ở ví dụ này cái mức độ nó khó hơn một chút, đó là nó chưa cho cái cạnh của một cạnh nào của tam giác mà chỉ cho góc giữa hai mặt phẳng này. Diện tích của tam giác A phẩy BC thì thứ nhất ta phải xem là góc giữa A phẩy BC và ABC là 30 độ là cái góc nào. Ở đây thì là giao tuyến của nó là BC. Thì tương tự như vậy, do năng trụ đều thì cái thằng AH thì AH thì vuông góc của BC, hiển nhiên thì cái góc 30 độ chính là góc AHA phẩy, thì nó bằng 30 độ. Bây giờ là ta gọi cạnh của tam giác ABC thằng A. Thế diện tích của A phẩy BC này sẽ bằng 8, nó sẽ bằng là 1 phần 2 A phẩy H nhân với BC sẽ bằng 1 phần 2 A phẩy H nhân với A. Với A là một cạnh của tam giác đáy. Lại có là như ta vừa tính được cái góc A phẩy HA ấy là bằng 30 độ ấy, thì ta tính được A phẩy A sẽ bằng tan 30 độ nhân AH là bằng A trên 2, bởi vì AH là tam giác đều, nó bằng là A căn 3 trên 2. Khi A phẩy H ta tính tiếp là ta tính A phẩy H để ta ghép vào công thức diện tích của tam giác A phẩy BC, mà A phẩy H sẽ bằng là 2 AA phẩy thế bằng là A. Ta ghép vào là suy ra được là A bằng 4, thì ta thay vào là 8 nhé, bằng là 1 phần 2 nhân 4. 1 phần 2 nhân với A bình phương suy ra A bằng 4. Diện tích của ABC sẽ bằng 4 căn 3. A phẩy sẽ bằng là 4 chia ra 2 bằng 2, suy ra thể tích của nó là bằng là 8 căn 3. Tiếp theo là ví dụ 8. Cho năng trụ xiên tam giác ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Đáy là tam giác đều cạnh A. Cạnh bên là bằng A căn 3 và hợp với đáy ABC một góc 60 độ. Thì đầu tiên thì ta phải xem là cái cạnh bên hợp với đáy một góc 60 độ thì đó là cái góc nào. Thì ở đây là đáy là tam giác đều thì ta gọi H là trọng tâm. Do tam giác đều thì trọng tâm hay trực tâm thì đều là một, thì là có A phẩy H trên vuông góc mặt phẳng đáy ABC. Em muốn hiểu rõ thì sao mà A phẩy H nó vuông góc với mặt phẳng ABCD. Thế em để ý này, trong cái ta sẽ chứng minh được cái thằng đường thẳng BC vuông góc với AA phẩy G, bởi vì đã có là A phẩy G vuông góc với BC và AG vuông góc BC, thì suy ra là BC vuông góc với A phẩy H. Tương tự như vậy, ta kẻ CH CM đi, CM vuông góc tới AB thì cũng chứng minh được cái đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng A phẩy CM, suy ra là AB vuông góc với A phẩy H
chi ra AH là vuông góc mặt phẳng ABC. Thế đây ta sẽ tính này. Ở đây thì nó bằng là căn 3 trên 4 A phẩy H, khi đó thì cái góc giữa A phẩy A và mặt phẳng đáy ABC ấy, thì do A phẩy H nó vuông góc với đáy rồi thì là góc 60 độ chính là góc A phẩy AH thì nó bằng là 60 độ. Chúng ta sử dụng sin. Sin A phẩy AH bằng đối trên huyền nó bằng A phẩy H trên A phẩy. Thế thì suy ra được là A phẩy H nó bằng là sin 60 độ nhân với A phẩy nó bằng là 3/2. Và suy ra thể tích nó bằng là 3 căn 3 trên 8 thì nó là đáp án A. Trên đây là một số ví dụ về tính thể tích của khối năng trụ. Các em chú ý theo dõi và chia sẻ cho các bạn